Thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Giọng Cà Mau, lời nói đầu tiên Giọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Giọng đang có mặt ở bến xe của thị xã Trảng Bàng ở Tây Ninh, và Giọng đến đây để nhận một cái thùng quà. Đây thùng quà nè mọi người, thùng quà này là rất đặc biệt nha. Một chiếc taxi từ ở thành phố Hồ Chí Minh mới chạy lên đây. Giọng mới nhận cái thùng quà này và thanh toán cho taxi là 550.000 á. Tại vì hiện tại thì Giọng vũ nó về quê rồi, đám giỗ ông già, nên là có mình nên Giọng ở nhà lo cho các em. Giọng không thể nào bỏ các em đi được, tại vì buổi sáng là cái giờ mà Giọng phải vệ sinh cũng như là nấu cơm. Buổi chiều thì sau khi ăn thì mình có thể mình đi được, còn buổi này thì không đi được, nên là Giọng phải nhờ taxi để chở cái thùng quà này lên. Bây giờ để Giọng sẽ khui thùng quà này cho mọi người xem nha. Đây là một cái món quà rất là đặc biệt luôn. Coi đồ chán keo, đồ kỹ quá, đồ chắc quý lắm đây. Ý ý chắc quý lắm đây. Một chú mèo, cô mèo chứ không phải chú mèo. Mèo hiền không, di chuyển 40-50 cây số ở trong cái thùng này mà hiền hết sức không, dễ thương quá, dễ thương. Kính thưa quý vị khán giả, nãy giờ Giọng nói đùa với mọi người á, đây là một cái bé mèo. Mà bé mèo này thì có cái hoàn cảnh này mọi người nghe là rớt nước mắt. Rớt nước mắt để Giọng cho nó ra đây. Để đừng chạy. Bé mèo này là có hoàn cảnh là rớt nước mắt nha mọi người. Là em là bé mèo cái. Bé mèo này được nuôi là nuôi để đẻ nè mọi người. Chủ nuôi rồi để cho sinh sản bán mèo con á. Thì trong cái đợt này thì mới... bà này bà mới đẻ một đàn con, rồi chủ bán hết rồi, bán con hết luôn, rồi xong rồi cái bé này có bị bệnh, bị bệnh xong rồi cái người ta giục ở thú y luôn, rồi xong đó thì cô Kim Thu có quen với thú y á, rồi thú y cũng đâu có biết làm gì, rồi mới cho cô về, cô mới nuôi. Thì cô có điện cho Giọng nói là muốn nhờ Giọng á là chăm sóc cái em này, thì Giọng cũng hoặc là tìm chủ cho em. Thì sau khi đó thì cô để nuôi ở nhà một thời gian mấy hôm, thì bây giờ phát hiện ra là em bị bệnh đó mọi người, nó mấy ngày nay nó cũng là bỏ ăn, người cô cũng lo mà cô thì hoàn cảnh thì cô thì khó khăn, cô không có nuôi, không có thể nào mà đưa em đi thú y được. Thì cô có điện cho Giọng nói là bây giờ là em nó sao nó bỏ ăn, cô rất là sợ luôn. Thì thôi Giọng mới nói là thôi vậy cô đưa lên cho con không có đi xuống được. Và taxi là chạy từ ở dưới Sài Gòn lên trên này, tới trên này là 550 á quý vị, để đưa em mèo. Và Giọng hiện nay là đang đối diện với thú y luôn, bên đường xéo xéo bên đó là thú y mà Giọng hay chỉ cho em á, Giọng hay chỉ cho em á. Bây giờ thì Giọng ở đây nè, Giọng quay cho mọi người xem cái Giọng đưa qua đó. Em này hiền quá à. Bé này việc cũng già rồi, cũng đẻ nhiều rồi, người ta nuôi, người ta để, người ta lấy con mà. Thôi con, mày hiền khô à, chở taxi đi mà bỏ trong cái thùng này để lại gì mà nó không phá ra. Gặp mấy mèo nhà Giọng này nó chạy mất tiêu rồi, nó đập về thùng luôn rồi. Nghe con, hiền khô à, nên mà Giọng phải quay cầm sợi dây lại để phòng nó chạy. Thôi hai con, chứ mèo ra đường lạ là nó sợ lắm. Thôi bây giờ anh đưa con qua bác sĩ ha, anh làm xét nghiệm cho con ha. Thấy con, ô người ta đẻ, người ta cho con đẻ đấy, người ta bán hết rồi người ta bỏ con á ha. Đừng sợ, bây giờ anh cho con qua bên bác sĩ, cho con bên đó để cho con bác sĩ kiểm tra nè, rồi anh sẽ làm cái xét nghiệm cho con ha. Thấy con, anh làm xét nghiệm cho con rồi xong rồi tính tiếp. Đây là mèo thuần chủng nha, mèo mà mắt này là mắt mèo thuần chủng mèo Anh luôn nè. Nghe con,
Nghe con, nghe con. Anh chỉ bệnh cho con ha, rồi anh tìm chủ cho con ha, hoặc là ở với anh hay là kiểu gì đó tính sao ha. Hay là về với bà nội nuôi, bà nội con mèo đực dưới á, về dưới vui lắm. Rồi để chồng đưa nó qua mình bệnh viện mọi người ơi, đưa qua anh bản là chồng cho nó nhập viện á. Đây nè, thầy lại đây lại đây lại. Nó hiền khô à. Rồi cho nó qua anh bản liền. Hiền dữ lắm nhưng mà giờ mèo này em là bị sao anh? Không bị sao hết. Nhưng mà mèo này là bị người ta cho đẻ đó, người ta lấy con người ta bán. Chắc cũng nhiều lứa rồi, giờ người ta giục. Giục rồi xong rồi có người cứu á. Nhưng mấy ngày nay nó có cảm giác là nó bị bỏ ăn. Ăn hơi ít á. Nên là cô ấy sợ là nó bị bệnh á. Nên là nhờ anh nuôi rồi nhờ anh giúp đỡ á. Bé hiền lắm, hiền thì anh chưa thấy mèo nào hiền gì luôn á. Chắc hồi đó giờ nó nuôi nó bị nhốt rồi nó kiểu này kia nó hiền. Giờ là chắc em kiểm tra rồi xét nghiệm cho anh. Kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi xét nghiệm. Đúng rồi, kiểm tra tổng quát. Em theo dõi coi. Nó già chưa em coi kiểm tra đây nè. Mắt nó khô quá, đúng là con này giống như bỏ ăn 2-3 ngày rồi đó. Đúng rồi, bỏ ăn mấy hôm rồi. Răng cũng vàng rồi đó, cũng lớn tuổi rồi đó. Răng thì vàng, con này cũng mấy tuổi rồi á, cũng lớn lớn rồi. Thì cái này là người ta cho đẻ đó, người ta mới đẻ đợt cuối cùng này, người ta mới bán mèo con xong người ta giục. Người ta giả bộ người ta ra thú y rồi người ta giục luôn. Rồi thú y nó cũng cho luôn. Rồi có người người ta thương người ta xin rồi giờ người ta giao lại cho anh á. Người ta nhờ anh giúp đỡ nó. Meo. Em cần coi được mấy ký. Hơi ốm thấy không? Ốm nhất à? Ốm. Bú á. 2,6 kg. Trời ơi, mèo có 2,6 kg ông nội ơi. Mèo tây mà có 2,6 kg à. Ừ. Ốm mà cho bú. Hổm mà cái cô kia nhặt về mà có một cái chuyện ấy luôn á. Cô lụm được đàn mèo con về nó cho bú luôn. Ủa vậy hả? Ừ, nó hiền vậy đó. Em ơi. Rút cái này em. Ngoan nha con. Ở đây một hôm hay hôm đi anh đón. Anh gửi đây đi. Ờ gửi đây đi rồi xong rồi báo anh. Tụi em khám kỹ rồi tụi em lấy máu kiểm tra. Đúng rồi, lấy máu kiểm tra cho anh để coi nó có cái gì không. Nghe không? Nó mới dứt sữa nè. Đúng rồi. Vàng vú của nó còn ấy. Cái kiểu là nó cho con người ta bú luôn á. Cho con người ta bú luôn. Ừ, nó cho con người ta bú luôn. Cũng dễ chịu vậy. Dễ chịu lắm. Có những cái hình ảnh là nó cho con người ta bú luôn mặt mèo ta luôn. Dạ. Ở đây nha con. Dạ, xong rồi anh đón anh tính nha. Dạ. Dạ được. Thưa vậy con giả thì giờ chồng cho bé mèo này ở đây 2,6 kg và hơi ốm. Bác sĩ thấy là mắt em bị khô. Là có nghĩa là khô mà là bác sĩ đoán là nó bỏ ăn cũng mấy hôm rồi. Là thật sự nó bỏ ăn. Ăn ít. Sáng nay thì nghe cô nói là trước khi đi thì bỏ đồ ăn vô cái nó cũng ăn. Nó ăn mà nó không ăn nhiều. Mèo bỏ vô cái thùng vậy mà chở lên đây luôn mà nó không quậy quạng hết trơn á. Rất là hiền. Hiền dữ lắm, hiền luôn. Cảm ơn em. Rồi, bye bye con nha. Dạ rồi. Cool, cool. Em ẩm vô, đẹp ha, dễ thương nha, mèo này đẹp lắm á. Dạ, con mèo này là mèo anh. Thôi, thương con nha. Ngoan và hiền. Chồng ở đây, chồng sẽ xét nghiệm. À, chồng cũng xin phép được dừng lại video đây. Chúc quý vị xem video thật là nhiều niềm vui. Sáng sớm nhận được cái thùng quà rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.